anh cứ sống á, thà không xin thì thôi. Cứ cái phương châm á, ai xin đều, nếu mà mình có khả năng mình cho. Mình không cần biết đó là kẻ thù hay là tội nào, mà là cái tâm rộng lớn của mình. Tôi không cần biết điều tra ông gốc gác của ông là giàu sang hay là vua chúa hay là ăn xin hay là như thế nào, nhưng mà tới mở miệng xin là cho cả. Không cần anh đừng có quan tâm điều tra về mô họ là như thế nào, tại vì mình còn mang cái tâm phân biệt. Mình phân biệt người này tốt như thế này tại vì mình cho là để mong họ báo đáp. Mình cho với cái mục đích là không cần ông báo đáp. Nhưng mà nói gặp tôi là như thế này á, là anh cứ nói là tôi là như một vị Bồ Tát tới. Vì thánh chỗ này tôi gặp tôi cho ông như thế thôi, còn ông tôi không giống cần như mình cho thân đường về đó. Vâng, không cần phải trả lại, không cần phải trả ơn, không cần biết ông tốt là xấu ở đâu. Miễn sao mà mình sẽ cho đi rồi mình thấy được vui vẻ, được hạnh phúc cho mình. Khi Phật giáo suy đồi thì lại có các vị Bồ Tát hiện trở lại để họ khơi dậy. Khi cảm được các vị này, thầy có làm cái bài kệ đó là ta bà kham nhẫn độ, ứng hóa thọ sanh thân, hộ trì Như Lai tạng, lợi lạc chư quần sanh. Con là tu hành là để làm theo lời Phật dạy, chứ con không phải là tu hành vì danh lợi gì cả. Con cũng không có nhận tiền bạc gì của ai, bất cứ qua hình thức gì cả. Con chỉ khất thực xin ăn cơm vào buổi sớm, khi ngày một bữa như thế thôi. Con cũng không hề chỉ để mình lợi dụng để tiền bạc gì cả. Con cũng không có truyền bá như mà giáo hội chính trị gì cả. Con gặp ai hỏi cái gì con nói, chứ con cũng không có tổ chức, không có tôn giáo gì. Con chỉ ưa thích sống một mình thế thôi. Con đi ở ngoài á, con chỉ làm học theo cái hành của chư Phật làm á, con tập theo. Con mà khi nào mà con thành chánh đẳng giác được thì con mới truyền giáo, mới nói cho mọi người được. Nhưng bây giờ thì con đang tập học thì con nói xin với mọi người có cái thời gian đấy để cho mình tập học. Hình như là trên thế giới này 7 tỷ người không có người nào làm như Ngài hết. Chứ tôi không nói Việt Nam, cả thế giới này 7 tỷ người chưa có người nào mà hành được như Ngài đâu. Thì Ngài không thành Phật, Ngài không biết thành gì nữa, tôi cũng không dám nói. Trước đây tôi không dám, tôi còn nghi nghi, nhưng mà giờ này cuối cùng là rõ ràng rồi, thôi thiền định thấy rõ rồi, không dám phạm nữa. Ai về đạo Phật. Thầy đã đi lòng chẳng đổ dời, đến đã đến nhưng nào hẳn nghĩ, vì một phương đang nhờ chờ thầy, đó là thành miệng của một vị đánh. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Vậy là đã gần một tuần kể từ khi thầy Minh Tuệ lên sóng VTV1 cho tới hôm nay thì hiện tại là vẫn chưa có thêm bất kỳ một hình ảnh nào về thầy nữa xuất hiện. Tuy nhiên thì từ những thông tin chính xác mà em nắm được từ những người dân, cũng như là từ một người đã từng rất thân thiết với thầy, đó là anh Ba Tèo Núi Sạn, thì hiện tại thầy vẫn đang tu tập ổn định, và đặc biệt là thầy vẫn đang được sự bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Đây là những hình ảnh mới nhất trưa ngày mùng 6 tháng 8. Khu vực thầy đang tu tập, chốt bảo vệ vẫn đang được dựng đây. Còn những huynh đệ đồng tu với thầy Minh Tuệ thì hiện tại mỗi người ở một nơi, nhưng mà những thông tin mà em nắm được thì tất cả cũng đang tu tập rất là tốt đẹp. Học để bỏ, chứ không phải là mình học mà để mình nhận lấy gì cả. Cái của con bỏ là con học để bỏ đi ganh ghét, con bỏ đi đố kỵ, con bỏ đi sân si, con bỏ đi mà tham sân si mạc nghi tà kiến đó, là con bỏ đi những cái đó, rồi con bỏ đi những cái trắc trở âu lo trong lòng mình, con bỏ đi những cái mà nói chung là tạp âm nơi cái nội tâm của chính mình đó. Con bỏ đi những cái đó, chứ không phải là con học mà để con lấy cái gì cả, tại vì con đâu có cái gì đâu mà con lấy những cái đó rồi sau này con có trường sinh bất tử được đâu con lấy, cho nên con phải bỏ đi những cái đó cho con nhẹ lòng trước đó. Hôm nay trên mạng cũng đã lan truyền một hình ảnh rất là thú vị, đó là hình ảnh của sư Minh Trí và sư Minh Đạo. Hy vọng là sư Minh Trí sẽ học hỏi được nhiều từ vị tiền bối rất là đáng kính này. Cho đến hôm nay, những kiến thức mà ta truyền trao lại cho các con cần phải tư duy tường tận, quan sát cẩn thận, ứng dụng vào trong việc tu tập. Trước tiên phải tự mình lãnh hội lấy, rồi mới có thể chia sẻ với người khác. Từ hôm nay, các con phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là truyền bá chân lý vô thượng đến với tất cả chúng sinh. Không nên vội tin vào bất cứ điều gì, dù đó là lời của ta từng nói, cho đến khi nào các con vận dụng học thức và trí tuệ của chính mình. Sau đó tư duy, xác định điều đó hoàn toàn, đáng tin không còn nghi ngờ,
tất cả các pháp đều là vô thường, sinh ra rồi chết đi, khởi lên rồi diệt. Các con phải luôn tinh tấn để được giải thoát. Dạ. Thì bây giờ Ngài Minh Tuệ có vắng bóng đi nữa, có không chỉ dạy chúng ta nữa, nhưng Ngài đã đưa một cái hành trang, một cái kim chỉ nam, 13 hạnh đầu đà đó, chúng ta theo đó mà chúng ta tu đi. Theo tu, không lẽ giờ Ngài Minh Tuệ không có mình bỏ tu. Dạ. Cái đó là không được đâu nha. Giống như Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ trước đây cho cái cuốn sấm giảng ra, đó là kim chỉ nam rồi, chúng ta cứ canh đó mà thật tu, tu hoài đúng không? Thì bây giờ Ngài Minh Tuệ đã xuất hiện ra, thì bây giờ chúng ta nên tu theo chính bản thân mình. Mình phải làm sao đưa ông được, ông chủ nhân ông của mình trở về chính mình. Bây giờ chia sẻ luôn cái này là nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa. Nhất tu thị là tu gì? Là khi ông Minh Tuệ, Ngài Minh Tuệ là sư ba sư Minh Tuệ đi khắp miền đất nước và đã đem cái ánh sáng đưa cho mọi người, là nhất tu thị, là tất cả thành thị phố thị thôn quê đều nghe theo Ngài, thấy cái chân dung của Ngài, thấy được hình ảnh hành trên vi túc là người ta đã tu rồi. Nhị tu gia là Ngài đi, Ngài ban một cái phước lành, Ngài dìu dắt, Ngài chỉ dẫn cho chúng ta đi, mọi người đi, thì gia đình này tu, cái gia đình khác thấy ông Minh Tuệ tu vậy, mình tu theo, thấy không? Tu theo cái nữa, xong đồng hoạt cái gia đình người khác bàn tu theo nữa, thì cả bá gia thì tu, cả quốc gia đều tu. Ba tu chùa là chùa gì? Không phải tự nhiên mình đất cất lên thành cái chùa à? Cái chùa mới sanh ra là có cái chùa này. Mà cái chùa giống như Minh Thiện, cái chùa ông thiền, nó hiền chưa từng thấy. Mà cái chùa này là không bao giờ nói được là nói sai, cho dù một việc nói chơi giàu không nguy hại, ngàn đời vẫn ghi. Mà cái chùa này là gì? Cái chùa chúng ta sửa tâm giữa tánh. Mà cái chùa này nói ra để mọi người tu, mọi người hướng dẫn theo tu. Giống như cái chùa là ông Minh Tuệ, ông có cái chùa của ông là cái chùa này. Ông nói ra để cho mọi người biết đó mà tu. Thì bây giờ chúng ta học, hiểu không? Thì cái chùa này trước đây có nói những lời cay đắng, có giận, có hờn, có ganh, có ghét, có buồn phiền ai, rồi muốn tức giận ai. Cái chùa này nè, làm ơn ngưng đi, đừng có nói. Mà cái chùa này nè, là làm ơn suy nghĩ, bỏ hết giùm tôi đi ha. Cái chùa này chuyển tâm chuyển tánh, mình trước đây chưa biết, bây giờ mình tu theo ngon lành nữa, là Ngài Minh Tuệ xuất hiện ra rồi, mình phải tu theo cái chùa này, cái chùa tâm của mình suy nghĩ. Bởi vì tâm và tướng nó hai cái nó gắn kết với nhau chứ không có liền. Tâm chúng ta nghĩ, tướng ta hành. Thì bây giờ tâm chúng ta nghĩ, tướng là cái khẩu chúng ta nói ra. Thì bây giờ từ đây trở về sau, mong rằng tất cả các quý vị chúng ta nói lời thương yêu. Nói lời thương yêu, đừng ganh ghét, đừng giận hờn nhau, đừng chửi mắng nhau nữa. Thì nó tránh được tất cả những cái phiền toái. A Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự mà nói như thế này, thì sư Minh Tuệ đã thể hiện ra một việc mà chúng ta hãy luận lại từ xưa nay. Trước đây là Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra và tu hành 6 năm. Sau khi đắc hành chánh quả, Ngài Thích Minh Tuệ, ha sư, rõ ràng tu có 6 năm, Ngài kể lại tu có 6 năm. Và tới giờ phút này, Ngài bước ra chân ra đi, thì chúng ta nghĩ có vị nào mà dùng những lời nói nhã nhặn, khiêm tốn, nhẹ nhàng và gọi là hạ thấp mình nhất, là Ngài xưng bằng con, gọi tất cả mọi người xưng bằng con. Không có vị nào kêu vậy. Tất cả các vị tu sĩ của chúng ta từ xưa tới nay, kể cả các thầy, thì bây giờ chúng ta gặp các thầy, chúng ta là kính thầy, xưng bằng con. Nhưng mà Ngài Thích Minh Tuệ, sư Thích Minh Tuệ, là gọi mọi người bằng mọi người và xin xưng bằng con. Đó là một việc hạ thấp nhất mà không ai làm được. Cái vị thứ hai nữa là Ngài xuất hiện trên màu áo ngũ sắc. Mà áo ngũ sắc là cái lá cờ của Phật đản chúng ta đó, lá cờ bên Phật chúng ta là xanh, đỏ, vàng, nâu, đen, trắng. Nó năm, đúng là năm màu, nhưng mà ngược lại thì sư Minh Tuệ mặc tới 5, 6, 7, 8 màu. Đó, thì bây giờ xuất hiện ra như vậy không phải là vị Phật, là vị gì nữa, là đại diện cho lá cờ Phật. Còn các vị mà chúng ta tu ở trong chùa thì chỉ một màu áo vàng, hay là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là màu áo nâu, Phật thầy Thế An màu áo đen, không đại trắng đó. Nhưng mà Ngài mặc một cái áo đó là tổng hợp tất cả, gọi là
câu nói là giống như là tam giáo quy nguyên mà ngũ chi hiệp nhất, là năm màu giải của Ngài trở về một. Và cái hạnh của Ngài thì khỏi phải bàn cãi, khỏi phải nói nữa, không một người nào trên thế giới này hành được giống như Ngài đâu. Thì Ngài không Phật là gì? Mà nếu chứng minh rõ Ngài là Phật, nó đơn giản lắm. Tất cả mọi người chúng ta giống như anh em YouTube chúng ta đây, mọi người sáng mở ra mắt ra cũng lo đi cơm áo gạo tiền. Tất cả những người trên thế giới chúng ta đi lo cơm áo gạo tiền, lo này kia. Nhưng ngược lại đối với Ngài thì Ngài chỉ có là học theo Phật, là noi theo gương Đức Phật và hành theo lời Phật dạy. Thì không thành Phật thì thành cái gì? Đó, rõ ràng như vậy. Thì Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ chúng ta vắng bóng rồi, tới giờ phút này thì Ngài Thức Minh Tuệ xuất hiện ra và là một tấm gương sáng. Còn Ngài mà xuất hiện ra hiện tại giờ này là lon truyền cả nước Việt Nam và cả thế giới. Thì quý vị thấy tuyệt vời không? Ngài hạ thấp nhất, Ngài là một người đi ăn mày, đi ăn xin, đi xin chút xíu thôi để ăn một bữa cơm thôi. Nhưng mà tất cả hiện tại giờ này Ngài giàu hơn là tỷ phú. Bị dòng tỷ phú ông giàu cỡ nào giàu chứ đâu ai được, đâu kính nể được vậy đâu. Đâu ai kính trọng ai, đâu có ai mà lại Ngài đâu. Mà ông tỷ phú ông giàu muốn làm những chuyện bỏ tiền ông mua cũng không được. Ông mua cũng không được. Nhưng ngược lại một điều là Ngài Thích Minh Tuệ ha, là không cần gì hết mà sẽ có được tất cả. Mà Ngài đâu kêu ai lại đâu, tự động người ta đến lại. Mà những quan chức, những tổng thống như tổng thống Mỹ, tổng thống này kia nọ cũng đâu có ai mà lại gì đâu. Nhưng mà Ngài tự động người ta kính lễ mà người ta ngài lại, lại Ngài. Thì như vậy mình hiểu rồi, lại ai? Phải là ông Phật không? Nếu ông ở đây tôi cũng lại ông nữa. Nếu mà Sư Thích Minh Tuệ mà ngồi đến đây thì tôi cũng lại Ngài đang qua. Vì một mình lại một cái hạnh của Ngài không một người làm được. Lại một chữ hiền của Ngài mà hiền chưa từng thấy. Nhiều cái vấn đề của thế giới trong tương lai, phải không? Thì cái khi mà cái điều đó nó xảy ra thì có phải rằng là gì? Thì có phải rằng là cái ông sư này, mình không thể nhìn ổng dưới dạng là một ông sư nữa, mà nó như là một người tiên phong. Mà thật sự ra trước đây cũng rất là nhiều người làm rồi, không phải là từ cái ông sư này mình mới nói lên cái điều đó. Nhưng mà mình đang thấy rằng ở cái ông sư này, cái việc mà ổng chọn cái con đường này, chọn cái sự nghiệp này để mà ổng sống, thì mình phải, một trong những cái điều mà mình phải quý trọng ổng, đó là ổng có một cái tầm nhìn. Ông có một cái tầm nhìn và ông quyết định chọn cái điều đó. Chứ thật sự ra là ông, cái sự nghiệp của ông là nó rất là ngon lành. Cái sự nghiệp của ông là ông rất là ngon lành. Ông đi quân nhân, ông đi bộ đội, ông cũng rất là ngon lành. Ông đi bộ đội hình như rằng ông cũng là một trong những cái quân nhân mà được giữ lại để được làm quân nhân chính quy luôn á. Ông cũng là cái người mà được hình như là khi ông đi bộ đội, ông cũng lên tới cái cấp độ là thượng sĩ rồi đó. Thượng sĩ là một trong những cái người mà có thể là thay thế được một trung đội trưởng. Mà một trung đội trưởng thì có thể là quản lý được 30 người, phải không? Cái khả năng của một trung đội trưởng là quản lý được 30 người. Mà ông sư này khi mà ông kết thúc cái thời điểm quân sự của ông á, thì ông là người được thay vì, hình như là có một cái clip nào người ta nói vậy đó, hình như là ông là cái người được người ta đề nghị ở lại làm quân đội chính quy. Nhưng mà thật sự ra là người ta đưa cho ông đi học một cái khóa về quản lý về sĩ quan, hình như là gì đó. Thành ra là thay vì anh ở trong quân trường anh ra thì anh ở cái mức độ là trung sĩ nhất, trung sĩ nhì hay là hạ sĩ gì đó cao thôi, phải không? Nhưng mà ông này thì ngoài đó là ông là sau khi mà ông kết thúc cái thời gian quân ngũ của ông á, thì ông đã là một thượng sĩ rồi. Mà ở trong khi lúc ông còn ở trong quân ngũ á thì ông đã là một tiểu đội trưởng rồi. Ông đã là một cái tiểu đội trưởng rồi, ông đã là một cái quản lý trong quân đội rồi. À, nhưng mà khi mà ông rời khỏi quân ngũ á, thì trong cái lúc ông rời khỏi quân ngũ á, thì ông đã là thượng sĩ. Mà thượng sĩ thì thường thường là được là ở cái cấp là trung đội phó hoặc là trung đội trưởng. Nhưng mà nghe đâu ông là trung đội trưởng. Mà trung đội trưởng thì là một cái người mà có khả năng quản lý 30 người đó. À, thì đó là trong cái thời gian quân ngũ thì ông đã là một cái người có một cái sự nghiệp rồi. Phải không? Rồi khi mà ông về thì ông lại làm một cái công việc ở cái công ty tư nhân, thì nó cũng là một trong những cái công việc mà cái nguồn thu nhập cũng không có gọi là thấp đâu. Phải không? Người mà làm bên cái ngành địa chính đó, nguồn thu nhập nó ổn định lắm.
nhưng mà nói vậy là chẳng là cái chuyện là bình thường thôi, nhưng mà nói để mà thấy rằng gì, một cái con người người ta có một cái lối cái cuộc sống gọi là trưởng thành rồi, cuộc sống là có cái người trưởng thành là cái người mà người ta có cái nguồn thu nhập ổn định là người trưởng thành. Không, nếu mà anh mà không anh nói gì cho nó dữ đi, nhưng mà anh không có được một cái nguồn thu nhập ổn định thì anh vẫn chưa là người trưởng thành. Và không, còn cái người mà ta đã tạo ra cho người ta một cuộc sống là có cái nguồn thu nhập ổn định rồi thì thật sự ta là người trưởng thành. Mà ta là người trưởng thành mà ta là chọn cái con đường đi làm cái miếng giải rách này thì điều đó có nghĩa là người ta phải có tầm nhìn. Mình phải nói một cách khoa học vậy á, chứ đừng có nói mình khoan hay nói cái chuyện gì bình thường đi. Con người nào đến cái thôi, tu hành cũng là một sự nghiệp. Nếu mà anh chọn con đường tu hành thì mới tu cho tới. Như ba mẹ ông nói vậy đó, phải không? Ba mẹ ông nói à, con đường đi tu phải không? Thì tu cho đạt chánh quả. Ông già ông nói như vậy đó. Mình nói những cái điều đó là gì? Cuối cùng cũng chỉ để nhấn mạnh là gì? Cái khi mà ông có cái tầm nhìn đó và ông xách cái nồi điện ông đi ra đường và ông chọn cái 13 cái hạnh đầu đà của Đức Phật á, thì là một trong những cái đầu tiên mà mình phải thấy đặc biệt vô cùng quan trọng á, đó là ông thực hành một cách khiêm nhẫn cái lối sống tri túc và lối sống tối giản. Và mình thấy rằng từ đó mình mới thấy rằng là ổng là cái người mà khi mà người ta sử dụng nhuần nhuyễn cái lối sống tri túc và lối sống tối giản rồi thì đó là một trong những cái nguyên nhân chính mà dẫn tới người ta có thể sử dụng cái nguồn năng lượng trong ngày của người ta rất là hiệu quả. Tại vì người ta chỉ ăn có một bữa cơm chay thôi mà người ta có thể đi bộ được 30 cái số và người ta có thể tạo ra được cho ta một cái thần thái rất là vui vẻ, vui tươi và luôn luôn truyền ra thế giới bên ngoài những cái điều tích cực. Thì đó là một trong những cái tác nhân mình phải thấy, mình phải thừa nhận, phải không? Và mình phải hiểu được rằng là vì sao mà người ta ăn chay thôi, ăn chay nha, ăn chay. Như vậy thì lâu nay mình đã quan niệm sai về ăn chay rồi. Ăn chay là cái nơi, vì ăn chay là cái cách để mà tạo ra năng lượng, phải không? Rồi mình phải nghiên cứu lại cái chuyện đó, phải không? Tại vì thật sự là ông sư này ông luôn luôn nói ăn chay là tại vì sao? Trong cái ăn chay của ông cũng đã nhấn mạnh tới cái lối sống nhân quả rồi, phải không? Anh tập trung vô cái nhân thì anh sẽ không bao giờ mà anh có những cái quả mà ngoài tầm tay của anh được, phải không? Đó là một trong những cái mình phải suy nghĩ. Nhưng mà ông này là một cái người sử dụng nguồn năng lượng rất tốt, phải không? Ăn chay một ngày một bữa mà có thể đi bộ được 30 cây số và luôn luôn ở trong một cái trạng thái thần thái rất là tươi vui và đặc biệt là rất là hạnh phúc, phải không? Lúc nào cũng cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc. Thì đó là một trong những cái mà rất là đặc biệt của vị sư này đó. Và mình cũng đã tìm hiểu và mình cũng đã thấy rằng ở cái vị sư này là ngoài cái đặc điểm, ngoài cái, một số các đặc điểm mà đã tìm thấy khoảng 13 cái đặc điểm mà tạo ra cái sức hút của vị sư này rồi. Nhưng mà một trong những cái mà mình luôn nói tới nói lui hoài đó là cái đầu tiên của ông, đó là cái lối sống tri túc và lối sống tối giản. Chính vì cái lối sống đó nó mới tạo ra được cho ông một cái sức hút mà nó tiềm ẩn mà cũng tạo ra được một cái hành vi mà hành vi đó là cái hành vi của một lối sống trong tương lai mà cái thế giới này rất cần cái điều đó. Cái thế giới này đang rất cần điều đó, phải không? Cái tâm nhìn của ông mà cái người mà để cho người ta có cái tầm nhìn rồi, cái tầm nhìn đúng rồi buộc mà cạnh đó người ta cũng phải có cái nỗi đau gì đó nữa. Cái nỗi đau nó kết hợp với cái tầm nhìn thì nó mới lúc đó nó mới kết hợp với một cái hành động đầu tiên thì nó mới tạo ra cho ông được một cái gọi là cái cách để mà ông thực hiện một cách khiêm nhẫn như vậy, phải không? Thì chắc chắn rằng khi mà ông có cái tầm nhìn đó thì ông cũng là đủ một cái điều để ông thấy được những cái nỗi đau của cái lối sống bình thường. Chứ không, tại vì ông trong một cái điều kiện tốt như vậy mà tại sao ông lại chọn ông cái tầm nhìn như vậy? Thì chắc chắn phải có nỗi đau gì đó, phải không? Nhưng mà thường những người mà có tầm nhìn xa vậy thì người ta nhìn xuyên qua cái lối sống bình thường, người ta thấy nó có những vấn đề. Chẳng hạn như mình đây là người bình thường thôi, nhưng mà mình vẫn thấy rằng cái thế giới này đang có vấn đề về rác. Tại vì mình đi ngang qua những cái bãi rác, mình thấy là cái đó là cái chỗ mà hình như rằng là cái thế giới đang là cái vấn đề bế tắc của tất cả, tạm gọi là vấn đề rất là khó nan giải nha. Bế tắc thì không phải là bế tắc đâu, có cách giải quyết hết đó. Nhưng mà cái cách giải quyết nhiều khi nó lại ở một cái chi phí đó, phụ thuộc vào cái nguồn chi phí thôi, phải không? Nhưng mà một trong những cái mà đau đầu của thế giới mình hiện nay đó là vấn đề rác, phải không? Đó, rồi cái văn minh của thế giới hiện nay nữa, rất là nhiều vấn đề mà nó xuất phát từ cái chuyện mà anh không có tập trung vào cái lối sống nhân cái ý thức về nhân quả, thành ra anh mới tạo ra mới thấy rằng cái thế giới này đang có rất là nhiều vấn đề, phải không? Thành ra mình đang nói ở chỗ này để làm gì, để mà mình thấy rằng mình phải nhìn nhận được rằng cái lối sống tri túc và cái lối sống tối giản là một cái cách mà là một trong những cái ưu điểm mà là những cái mà đặc biệt của cái vị của cái ông sư Minh Tuệ này. Chính vì cái điều đó mà nó tạo ra
trộn hàng loạt các cái sự ưu điểm, mà để đó là một trong những cái sức hút mà mọi người có thể rằng quý trọng Mộng. À, từ đó mình mới hiểu rằng vì sao Mộng có cái sức hút như vậy. Phải không? Mà cái điều mà nó cũng đặc biệt thôi, nó cũng đơn giản thôi, và nó cũng là khoa học thôi, chứ nó cũng chẳng có cái gì mà gọi là mang chất là huyễn hoặc ở đây hết á. Tại vì ông này là một con người thật, phải không? Một thực tế sống, phải không? Mà cái cách suy nghĩ của ông cũng hết sức là đơn giản, và cái cách hành động cũng là một cách hành động hết sức là đơn giản và quyết liệt thôi. Quan trọng là người ta nói là người ta làm được, phải không? Chứ không phải là là chuyện bình thường. Thành ra là cái sự mà mọi người mà nhìn nhận ở ổng á, là phải nhìn nhận ở cái hành động của ổng, phải không? Cái hành động của ổng là một cái hành động rất là khoa học, mà thậm chí là một con người tiên phong luôn, phải không? Một con người tiên phong luôn. Tại vì khi mà ổng đi như vậy, ổng đâu có cần ai chú ý tới ổng đâu. Tại vì ổng biết rằng cái điều đó, cái điều ổng làm là một cái điều mà tự ổng ý thức được cái chuyện đó là chuyện ổng phải làm. Và ổng nghĩ rằng, và thậm chí ổng phải nghĩ rằng đó là một trong những cái mà tương lai người nào cũng phải. Đây, nó hàng loạt những cái chuyện mà con người phải đối diện. Ví dụ như cái trí tuệ nhân tạo, phải không? Khi mà trí tuệ nhân tạo xuất hiện rồi, nếu mà con người không có có một cái lối sống mà cho nó hợp với lại thiên nhiên, thì bảo đảm trí tuệ nhân tạo, những cái vấn đề mà về trí tuệ nhân tạo các bạn suy nghĩ thiệt nhiều đi, rồi các bạn sẽ thấy rằng nếu như mà con người không có một cái lối sống mà nó lợi lạc, mà nó có lợi cho, tức là không có một cái nhìn toàn cảnh á, thì chắc chắn rằng á là cái sự mà xuất hiện trí tuệ nhân tạo á, nó lại tạo ra nhiều cái vấn đề khác nữa, phải không? Thành ra khi mà có trí tuệ nhân tạo rồi á, thì phải biết rằng là con người vẫn là một trong những cái tác nhân chính, còn làm chủ cái tạm gọi là gì, là có cái khả năng mà hiểu được cái thế giới này hơn trí tuệ nhân tạo. Mà mình muốn khẳng định được cái điều đó thì mình phải có cái hành động sống, cái cách sống. Chứ không á, là lúc đó là vì mình cứ bám vô kinh nghiệm, rồi mình bám vô kiến thức, rồi mình bám vô trí thức, là chắc chắn rằng là mình sẽ chơi không lại trí tuệ nhân tạo. Mà lúc đó mình trí tuệ nhân tạo mà nó làm sao mà nó có tình thương? Trí tuệ nhân tạo thì không thể nào có tình thương rồi. Trí tuệ nhân tạo chỉ có kiến thức, có trí thức thôi. Tại vì nó là data mà, nó tập hợp những cái dữ liệu của cái thế giới này để mà tạo ra cái bộ não của nó mà, phải không? Nhưng mà con người thì hơn cái hơn nó ở chỗ là gì? Con người có trái tim, phải không? Mà con người có trái tim là con người có tình thương. Mà cái có tình thương nó mới là cái quan trọng, phải không? Thì cái đó là tâm linh đó, phải không? Thành ra là trong tương lai, cái hành động nào, lối sống nào, nó cũng phải có tâm linh trong đó hết á. Mà không phải đơn giản như một cái con người mà người ta xách cái nồi điện đi ngoài đường vậy là một cái chuyện bình thường đâu. Các bạn suy nghĩ rồi bạn mới thấy được cái giá trị mà thật sự của cái con người này đang tạo ra những cái gọi là những cái sự quan tâm của cái thế giới bên ngoài, không chỉ là chỉ quan tâm về cái màu sắc cũng là vị tu sĩ hay này kia đâu, nó có nhiều vấn đề lắm, nó có nhiều cái lợi lạc lắm, nhất là ở cái lối sống tri túc và tối giản của ông. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, thì mấy cái vị ở trong chùa đó, thì mấy cái vị đó là người ta biết hết cái hạnh đầu đà này, những cái vị văn bằng học vị người ta biết hết. Đối như tôi là một người tu ngu nhất, dốt nhất, trình độ thấp nhất, kinh đọc không chạy, bởi vậy tôi đâu có dám ở trong chùa. Kinh đánh dần không, mà tôi còn biết đầu đà, còn biết nhất A Hàm, còn biết Tam Tạng Kinh. Còn mấy ông thầy của tôi thì mấy ổng đã biết hết, nhưng mà mấy ổng nhắm mắt làm ngơ thôi, để nói ông tu kiểu này, ông tu kiểu nọ, nói ông thầy cũng tệ sai thôi. Chứ ông thầy Minh Tại quá tuyệt vời. Cho nên là một lần nữa, hôm nay con lên đây để con nói với quý thầy. Đối ai thì chửi quý thầy hay này kia nọ, nhưng mà đối với con là người tu không có xúc phạm bất cứ ai. Nhưng mà con khuyên mấy thầy nên suy nghĩ lại, còn kịp đó. Đừng có mà phỉ báng ông thầy Minh Đại nữa, tội nghiệp ông. Ông có biết gì đâu, ông có hiện tội nào đâu mà ông nghe, không? Ông không có cái gì để nghe, không có gì để biết. Mà quý vị cứ xúc phạm ông hoài thì mấy vị đọa sâu lắm đó. Cho nên ngày xưa có những vị mà xúc phạm Đức Phật đó, coi như là gì, đọa không thể nói nổi.
hàng ngàn năm này tới hàng ngàn năm khác, thì lúc đó mấy vị không chịu nổi, cứ vì một cái danh lợi, vì một cái đồng tiền, vì một cái quyền quy gì đó mà quý vị xúc phạm đến một bậc thánh tăng thì nó dở vô cùng luôn. Cho nên quý vị nên suy nghĩ lại. Mấy chú thấy tại sao mà người ta thấy ông Minh Tuệ là người khốc liệt, giữa cái bồ đề tâm nó kết với nhau. Cũng như mấy chú thấy những cái người cha gặp người con rồi người ta thương kỳ lạ, cái sự kết nối nó tuyệt vời. Cái ông Minh Tuệ ổng đi mà nếu chú có cái bồ đề tâm từ xưa, tuy mặc dù chú giờ chú làm công việc khác, nhưng mà khi chú gặp ổng rồi thì hai cái bồ đề tâm nó đều kết nhau, là chú thấy ổng mà chú quỳ xuống mà không biết mình quỳ luôn. Nó kỳ lạ như vậy đó. Là trong đó người tu khi mà thiền định người ta sẽ biết được. Còn cái người chưa tu thì xin lỗi, cái người chưa tu thì nhiều khi còn hơi mơ mơ hồ hồ. Hỏi có nhiều người hỏi tôi, hỏi sao cha mẹ nhà không lại mà đi lại ông sư Minh Tuệ. Thì tôi nói người ta đâu có lại ông sư Minh Tuệ đâu, tại mấy cô cũng không biết thôi. Người ta lại một cái hạnh tuyệt vời của ngài đang hành trì của ngài Maha Ca Diếp, mà ngày xưa ngài là đệ tử ruột của Đức Phật. Cho nên ta hành một, ta lại một cái hạnh đó để người ta hưởng được một cái ân huệ của ngài đã ban điển cho người ta, chứ không phải người ta gặp ai người ta cũng lại đâu, gặp người giàu có người ta có lại đâu, gặp tổng thống đâu người ta có lại đâu, nhưng gặp một cái vị này lại để mà hưởng được một cái phước lành gì đó, do từ trong tâm người ta nó đã phát ra, người ta quỳ xuống đất đầu dính đá không mà người ta không biết dính đá, đầu gối người ta đất không mà người ta không biết dính đất. Còn mình có quăng tiền mình đưa người ta lại không? Đó. Cho nên là trong cái bậc tâm linh nó có nhiều cái tuyệt vời mà có nhiều khi mình phải tu mình mới biết được. Còn mình không tu thì cái gì người khác người ta nói mình không có, mình không có nghe. Có nhiều người nói ăn cơm với đất nói chuyện trên trời, không phải nói chuyện trên trời. Nhưng mà một người nhìn thấy, một người nhìn không. Đó. Đơn giản nói vậy thôi. Ví dụ giờ quý vị đi học đi, trong cái trường đó là nó 50 người đó, nhưng mà đâu phải người nào cũng hạng nhất hết đâu. Cho nên khi người ta, cô giáo người ta viết lên cái bài toán là cái người kia họ giải được liền. Cái trí tệ của họ thông minh tuyệt vời đến mức độ đó. Còn như mình có khi là bị đánh luôn á mà cũng không giải được, không biết. Trong cái đường tu nó có cái vậy. Cho nên là mình hôm nay mình nói là trước là xin là thưa với là quý đại đức là quý chư tăng ở trong chùa nên suy nghĩ lại để mà có, để cho ngài Minh Tuệ tu có con đường chân chính Phật pháp, để mà tất cả con cháu sau này biết cái hạnh đầu đà đó để noi theo và làm theo lời Phật dạy. Là xin cúi lại quý vị đừng nên châm chích và nói này nói nặng nói nhẹ. Thì ông Minh Tuệ ông không khổ đâu, nhưng mà quý vị sẽ khổ ngàn đời. Bị bán chánh pháp của Phật là một cách khủng khiếp mà quý vị sẽ thừa biết nhiều về điều đó. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là xin nói với cộng đồng mạng luôn, là sau này mình cũng đừng có nên bỏ chùa, mình cũng đi cúng dường, nhưng quý vị nên cúng như thế này để có phước. Quý vị đừng nên cúng cho thầy nữa, quý vị có bao nhiêu quý vị cứ cúng cho Phật đi. Rồi thầy lấy thầy làm cái gì thì thầy chịu trách nhiệm với Phật. Mà thầy có đi uống bia ôm đi nữa thì quý vị cũng có phước bình thường, vì quý vị đã cúng cho Phật. Thầy lấy thầy làm cái gì là tội của thầy. Còn quý vị cúng cho thầy thì quý vị không có một miếng phước nào. Tại vì thầy, quý vị cúng cho thầy, thầy làm cái gì thầy làm, quý vị đã cho thầy rồi. Còn quý vị cúng cho Phật thì quý vị được phước đầy đủ mà không thiếu một cái gì, dù thầy đó có làm Phật sự hay không làm Phật sự, cái chuyện không biết. Đó là tôi xin nói với quý vị cộng đồng mạng như thế. Một cái điểm thứ hai nữa là quý vị phóng sanh, có nhiều vị phóng sanh mua một số cá con, đừng bao này bao nọ, nghĩ làm nhiều phước nhiều, không có. Quý vị nên phóng con cá trên thớt. Con cá ngoài chợ người ta chuẩn bị, người ta đem mua về, người ta chiên xào gì đó. Quý vị mua ít thôi,
không nên mua nhiều lắm đâu. Đó, quý vị phóng sanh phước rất là tuyệt vời. Vì người ta tử hình mà quý vị xin được là cái ơn nghĩa này người ta mang quý vị muôn đời. Còn quý vị phóng con cá con, quý vị đựng bao này tới bao nọ, quý vị đem nít ra đường, quý vị để nó sống nổi không? Chết. Chết hết những con cá con, điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là đừng nên phóng sanh chim. Vì con chim nó không ai ăn hết á. Do quý vị tạo điều kiện cho những người bẫy chim, họ mua, họ bắt về họ bán quý vị thôi. Dạ, đúng rồi. À, cho nên quý vị đừng nên phóng con chim. Tại sao con chim nó không có ai ăn hết cả, mà quý vị làm tạo điều kiện cho người ta bắt nó, rồi quý vị phóng sanh thì chả có phước gì hết.